Rồi, tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa nha các bạn. Hey, wow, đây là ông xe cứu hỏa vô cứu hỏa đèn đàn này, rất là già luôn nha. Đây xoay các bạn này, nâng lên này, có coi hủ luôn nha. Đây nha, wow, ok, let's go. Yeah, quá trưởng ngày bắt đầu là dễ dàng nha các bạn. Rồi tiếp theo là đến một chiếc xe chuyên chở xe đây. Wow, đâu còn tên nữa nha. Yeah, mà thấy chưa, đây cái đâu này, đây rất là dạng sẽ thích nha các bạn. Đây anh này có chở hai chiếc xe nữa nha. Đây, yeah, here we go. Yeah, wow, ngâu nha các bạn. Rồi tiếp theo là đến một chiếc Land Rover nha. Wow, một cái lỗ này. Ok, rất là mạnh luôn nha các bạn. Rồi, còn đây là một chiếc Ford Raptor này. Nha, thấy ngâu giờ đây, bồn đen nha. Đây nước cần đường, thế nó có một chiếc Ducati nữa nha. Ok, let's go. Wow, bị kẹt lại đó nha các bạn. Ok, tiếp theo mình sẽ đến với một chiếc xe đầu kéo đây. Wow, đây là một cái đầu kéo nha các bạn. Nè, mà thấy à, rồi đây là cái đâu nha. Rồi giờ mình sẽ lấy này, à, một cái thùng nha. Nè, ok, này, here we go. Yeah, này này, mà thấy à, là đẹp đó nha. Yeah, ok. Ok, tiếp theo là một chiếc trực thăng rất là dễ thương nè. Này, wow, rất là mắc vui các bạn. Rồi, ok, bye bye các bạn luôn nha. Bye bye.